cận cảnh cách trồng giống dưa độc nhất bán giá hơn 100 triệu đồng mỗi quả. Trải qua quá trình chăm sóc kỳ công, nông dân ở thị trấn Toma, Nhật Bản đã trồng nên loại dưa hấu đen nổi tiếng thế giới có giá hơn 100 triệu đồng mỗi quả, mỗi vụ chỉ thu hoạch được vài chục quả. We'll be right back.